cây mấy cây tre hay quá. Tre nước hai gần Tết rồi, nhìn thấy hoa ấy thấy thích ấy. Thích nhìn đi nhìn lại hoa, nhà mình cũng không có cái cây hoa nào đấy, có mỗi cây hoa hồng. Bây giờ nhìn thấy hoa thấy trong cái thời tiết này nó cũng thấy dạo dực đấy các bác đấy, dạo dực đấy. Cứ lấy đi, trở lại với cây tiếp nào. Tre thì là tôi thấy hai cây tre, nhưng xin phép hôm nay không hỏi đá nhiều ạ. Đấy, mình đi chơi vào buổi sáng người ta chưa mở hàng, lúc trưa thì tôi sẽ hỏi lại và có thể sẽ thông tin lại bên dưới video các bác comment các bác nhé. Đấy, hai cây tre, đây có cây nữa, hai cây tre rất đẹp. Đây có đồng chí Vời, đồng chí Vời. Vời cũng là cũng rất ít khi chia sẻ trên YouTube kênh. Tất nhiên là mình cũng luôn tôn trọng từng vi. Đầu tiên là có hai cây tre này, và có một gốc từng vi phôi hay này. Một số cây đã vào đá, một cây xanh kia. Chi tiết từng cây các bác nhá. Tiên là cái tre này thì có lẽ là mới đưa lên để cho vào chậu, chứ chưa phải là nằm chậu lâu năm. Với nhìn nước đất với lại cái vết vết tảo này. Này của mình ấy, hết à chị? Bao tiền cái tre đấy ạ? Vâng. Còn cây này cây đấy gọi là đắt hơn cây này. Rồi, cái này là 5 triệu lâu năm rồi. 1,5 triệu với lại đây 1,2 triệu. 1,2 triệu. Đấy, tre. Tre. Cái này bao tiền? Đấy, đẹp đấy. Cái xanh đẹp đấy. Xanh đẹp đấy, dưới ôm đá rất đẹp. Dưới này, dưới giờ này làm nghệ thuật thế nhỉ. Đây một đôi, đôi dưới đá này có nhiều tiền không? Đẹp đấy, đây có cái chùa, cái chỗ nghỉ dưỡng đấy, chùa tường vi. Đắp rêu là cũng bám rồi đấy, rêu cũng bám rồi. Tường vi. Tết rồi bán hoa thì tốt, bán hoa thì bố à, này có hòn đá, có hòn đá ăn vào. Tường vi cũng hay, cây tường vi. Ngại hỏi nhiều giá lắm các bạn, muốn mấy đồng? Đây là nhiều khi trai mặt mình mới dám hỏi đấy. Quế dưới thì về dáng dấp thì ổn, răm riết sạch sẽ chưa đấy các bác sẽ. Thế còn bàn tay làm đá nữa, bàn tay làm đá, cái này mới làm đá thôi đấy, lá rất thích không. Cặp dưới này đẹp này, dưới này đẹp. Rồi mua được hơn 20 gốc, ba chồng xong. Cây xanh này bao tiền đấy chị ơi? 8 đồng. Đẹp nhỉ, lá thích nhỉ, đọc lá.
cảm và nghệ thuật vậy. Dằn dày nhiều không? Dằn này rất dày. Cái xanh, xanh. Hai cái tre thì giá rẻ, không ai ai dám chơi. Thứ hai cái dưới đẹp quá, đẹp ở cái độ kỳ công người ta làm ra rất hiện thực. Tâm ở nhà mà anh đi ra công, anh mà lấy thì anh đi ăn phải xiết. Còn cái kia, cái kia 8 triệu cái xanh này, 8 triệu lâu vết rồi, lâu rồi đặt chung với đất rừng si. Đẹp, nói chung là hai cây suối rất là kể nó là tổng hòa đây cổ vị nó thả nước rồi đấy, nó vườn đẹp ấy, có hoa có hoa rồi, bắt buộc thả nước em ngồi đấy anh em còn nhìn thấy nhau cổ vị đẹp hơn bao giờ phải mua đâu, có thêm một chục nó ra thì được cái máy được thôi, sáng ra thoải mái được cái máy được thôi, ra thoải mái được không? Không hai lá. Thông hai lá. Ôi trời, kia có cái xanh cổ ghê quá. Đúng là hát. Sao đi quay không mua? Quay xong mới mua. Cây đẹp ấy. Ui, cái xanh này bao tiền chị? Đâu? Đấy. Sam Hương. Phát mấy người tay anh ạ. Cái đấy em đưa một chậu đẹp nhỉ, xinh nhỉ. Ôi cái này có lắm. Để bàn uống nước tuyệt vời. Cái chậu đẹp ấy. Vâng. Cái gì ạ? Cái cắn răng ạ. Tuấn à. À, mày lợn đi mày mua rồi. Ờ. Mày ra tận đây mua kìa. Cái gì cả. Quả hay đấy? Đen. Đen này. Mày đen này ra quả như này à? Mua được đây. Đen này mấy đồng đây? Đây nhỉ. Lần đầu tiên nhìn thấy quả cây này. Này nó nhiều quá. Hay quá. Mũi hồng, mũi đen, mũi hồng. Ui, à bút đỏ đẹp chưa? À bút đỏ.
gốc đỏ đẹp chưa? Hai cái kế nhiều quả. Hai cái kế nhiều quả quá. Cái ngọt nhiều quả. Đây là cái xanh. Đấy, đá cũng gọi nhé, thích không? Thích không? Đấy là 3 chiếc. Anh em sang xuống 5 điểm mà. Hả? 5 điểm mà. Thích vậy? Xanh 5 điểm mà. Anh là anh 5 điểm. Anh nhìn kia, nó đẹp chứ kia. Xanh 5 điểm, nó như cái khác kia, nó nghe có là gì nhỉ? Vâng. Nó chơi rồi. Anh nhân viên xấu quá. Này cái búp nó thích nhỉ. Đấy, như quả ớt. Để đi anh ơi. Okay. Nhiều người thích cây có quả, thích. Ra lộc ra quả. Quả nó đỏ thích nhỉ. Đẹp hơn cả quả canh châu. Quả canh năm đấy nhá. Vâng. Hay nhỉ. Thank you.